Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Theo thông tin AFK Mobi có được, thì tựa game bắn súng FPS World War Heroes sẽ được nhà phát hành VTC Game phân phối tại Việt Nam dưới tên Chiến binh Hòa bình. World War Heroes, Chiến binh Hòa bình là tựa game mobile bắn súng góc nhìn thứ nhất hấp dẫn với lối chơi tương tự như Call of Duty hay Battlefield. Trò chơi lấy bối cảnh cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đang đến hồi cao trào với những cuộc chiến kéo dài triền miên, khói lửa nổi lên khắp nơi vô cùng tàn khốc. Đồ họa của game vô cùng sắc nét, các khu vực thành phố được thiết kế chân thực với những đống đổ nát từ các cuộc chiến trong rất tự nhiên. World War Heroes, Chiến binh Hòa bình, sở hữu lối chơi bắn súng FPS góc nhìn thứ nhất đầy quen thuộc. Qua đó sản phẩm đòi hỏi khả năng bình tĩnh xử lý tình huống cho thật chuẩn xác. Đặc biệt tại đây game thủ còn phải có phản xạ thật tốt vì kẻ thù có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trên bản đồ. Thế giới game được thiết kế hết sức đồ sộ với hơn 10 vùng đất chiến sự, có địa hình phức tạp khác nhau đang chờ để được bạn khám phá. Kho vũ khí vô cùng đa dạng với hàng trăm loại súng ống khác nhau, cho người chơi tự do thể hiện phong cách chiến đấu từ đối đầu trực diện đến áp sát một cách lén lút. Các vũ khí có thể được nâng cấp để gia tăng sức tấn công. Đừng quên trang bị cho quân đội hình những cỗ xe tăng hạng nặng với sức công phá mạnh mẽ để thỏa sức quanh tạc chiến trường. World War Heroes, Chiến binh Hòa bình cho bạn trải nghiệm đến 6 chế độ chơi hấp dẫn khác nhau với các cơ chế thú vị như đấu đội, Battle Royale, chiếm cứ điểm, đặt bom. Một điểm cộng nữa là dù sở hữu đồ họa khủng với lối chơi chuyên sâu, nhưng game lại được tối ưu rất tốt để có thể vận hành trơn tru cả trên những hệ máy có cấu hình thấp. Chỉ độc quyền ở AFK Mobi, mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Quá tới thế cao, cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi? Chỉ nghe.